Trời ơi con cá. Trời ơi, con cá này nó bự nè. Đó, cả nhà thấy không? Cua dính trộm cái gì cưng. Dây. Cua. Cua. Bự. Bự. Rồi đang con. Ở bên kia con nữa, đạt đang ở bên kia. Trời, con cá con đạt bự hơn cái này ta. Dính chứ. Còn trong kia cây của mày nữa kìa, không thăm luôn đi. Đây, lời nói đầu tiên cho Tùng xin kính chúc tất cả cô dì chú bác anh chị em luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Thì hôm nay mấy anh em sẽ đi trải nghiệm mò tôm càng, cắm câu để nướng ăn cả nhà. Này đi cộng có anh tên gì? Để. À, này có để nè. Đó, cái thằng nhóc. Đây có nay có sự hỗ trợ của anh Đạt Nguyễn. Chào cả nhà. Đó. Rồi, mấy anh em sẽ xuống cái khe này nha. Có là mấy anh em sẽ mò có tôm sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đi Tùng chứ Tùng bắt được con cua nha mọi người. Cua nè. Khá bự đó. Bự dữ lắm. Ăn kèm. Ôi, cứng. Cua dính trộm cái gì cứng. Dây. Cua. Cua. Bự. Đây cua đây mọi người. Đó. Cua cái này nha. Cua cái nhìn ở kia nha. Đây nè. Đây cua cái nè. Bắt luôn rồi gặp gì nữa. Ăn con cua đây. Đây dương hai mình ăn cây cái bụng cua đây. Có cái lỗ nữa hả? Còn dính nữa. Hôm nay cái lỗ đây em nhìn thấy mà. Lên chưa? Lên nè. Ừ. Trời ơi. Nướng ăn luôn. Trời ơi cua. Đâu hàng nào vậy? Đó hàng đó. Nào. Thôi giờ thăm câu rồi cả nhà. Có dính thì Tùng sẽ quay cho cả nhà xem nha. Lụm anh đại ơi. Cầm. Trời ơi liệt căng luôn nè. Đây. Ôi ôi con này nó bự. Trời ơi chà bá mẹ luôn. Cầm máy nè. Hai anh gỡ. Gỡ được không? Coi chừng cái văn nó nè. Nó táp bén lắm á. Được không? Sâu. Đây, không được rồi, em gỡ cho. Đây, em gỡ cho lẹ. Cầm máy. Ơi. Một con. Đây. Cần câu đây. Cây kế tiếp cả nhà ơi. Sao cái cần câu đâu mất tiêu rồi ta? Nó dính không mà thấy nó đục ngò nè. Ôi chắc sảy rồi quá. Ơi còn. Lụm. Trời quá đã. Cầm máy quay hai. Ủa, sao nó tắt nữa rồi? Lụm bạc. Cái này bộ ngon hơn mấy cái kia. Này bự ạ. À. Ăn nó dễ ăn hơn. Câu nè. Tiếp tục. Trời ơi, dính nữa rồi. Trời ơi. Ai mà cấm công nhận hay thiệt ta. Mỗi cây mỗi con luôn. Đây, hàng VIP, hàng VIP. Hàng khủng nữa nè cả nhà. Trời ơi, con cá này nó bự.
vô anh đợi ơi. Cầm ơi, cầm không có nhưng hay coi thấy thấy hình cá nè, gửi cho mọi người. Nãy giờ lội mới ra khỏi khu rừng này được á, thôi là lạc rồi. Nãy gặp hai con bìm bẹp đánh nhau luôn, phải rớt rồi lụm rồi. Đây có con thùng cũng nhiều, chừng nào đang gỡ rồi. Thôi vô cần đi không? Người hang đó nè. À, lắm con này khủng lồ luôn cả nhà. Không khủng lồ, cá này cũng bình thường. Cầm một cái. Ba con rồi, nãy giờ ba con rồi. Bốn con rồi. Con này con tứ hả? Ừ. Nè cầm cái nhóc. Cầm quay thẳng thẳng luôn. Cái à. Hai con cây à. Đang cá bự. Thành xuôi nha. Rồi đang con. Ở bên kia con nữa, đạt đang ở bên kia. Trời con cá cũng đạt bự hơn cái này ta. Dính chứ. Còn trong kia cây của mày nữa kìa, không thăm luôn đi. Cây ở đây. Cành cây nó có dính hay không đây. Trời ơi. Cái nhịp, cái nhịp. Trời ơi, thêm con nữa. Vô rồi, bữa nay vô rồi. Toàn là hàng khủng không. Đó. Đàn con nữa nha. Mình thăm cây này. Rồi cầm hai cây câu lên bờ đi, ba cây lên trên cỡ. Đó. Thấy mê không cả nhà? À, dỡ lên coi. Đây. Là ra. Với ai? Đi thôi. Hả? Cá con nào nó cũng khổng lồ không? Rồi, quá ok. Ây da. Ây da. Ở đây rõ nè, anh đợi ơi. Đây hàng độc quyền nha, ba cây là ba em. Ây, trời ơi, con cá. Trời, con cá này nó bự nè. Đó, nhà thấy không? Đại ơi, bỏ cá vô nè. Ăn mẹ. Rồi, tiếp tục cả nhà. Cá này nó lòn dây vô đây nè, gỡ nó nè. Lăng mùi quá. Cái này hả? À. Dính đó. Hai cây hai con luôn. Cây mà. Ừ. Cây này không dính.
cái này nó không da, nó dính càng đây. Chưa, nãy ông đạp vô hang này rồi. Nãy ông đi sao ông đạp rồi. Dính cây đó đó, cây đó còn bự đó. Con đó là nút cán luôn á. Ừ. Con này là nút cây luôn nè. Trời ơi, nó bự. Cá bự gì? Con này ăn cái đã nè. Đọt luôn à. Con này ăn sướng nè. Cá này là cá ông cố rồi. Nước mộ nha con này nè. Ôi, phải từ từ nó để gần gần xíu ơi. Ủa, cá thò lòi khủng khiếp. Rồi cũng cá thò lòi. Bè luôn nha. Cá loại hai lạng nha. Sao dễ gỡ rồi? Trên kia còn cây mấy nữa kìa. Có hai mèo không anh? Có. Mấy trái? Ba trái hả? Cả chục quá. Ok. Ba trái nha. Nè, móc luôn. Mấy vô đi con. Tiếp tục ra đây thăm một cái dạy. Ở ngoài đây là da là dính nữa vậy. Rồi, rồi. Tới con chuyện rồi. Rồi. Mấy chị không biết cái cháo luôn rồi. Hả? Rồi, có tích. Có dính thôi. Cái gì vậy? Dính là chết luôn thì. Dính không? Nó ớt luôn rồi. Nó ớt rồi. Trời ơi, trời bá luôn. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Làm gì? Vô đây luôn. Vô đây đi bạo luôn. Bờ cái thằng kia dính nó kìa, bờ cái gì? Em lấy cái kia à? Ừ. Ơ, nó còn giật. Còn cắn ra. Tưởng nó chết chứ, mà nó không chết. Nó hả? Sảy mực đó mày. Hả? Mực chung như trong cái đống bao. Đây, đây cái mẹ nó hả anh ơi. Mày có chắc. Sao dính nặng mai vậy? Trời ơi, con cá. Con bự đó nè, đây một con nè, cho anh con luôn. Điểm bao nhiêu cây rồi nhóc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chứ không anh? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cây rồi. Có 1 cây nó 19 rồi đó. Còn cây nữa hả? Còn cây nó 20 hả? Dớt còn 2 cây nữa ta. Nãy găm nó mấy cây chưa mà. Hả? Đây, mượn cái này. Ôi, cây nước quá. Nhà, nằm khúc me. Mất 2 cây nữa rồi. Chết, chết, chết rồi. 22 cây hả, Dương Hai? Mất sau 2-3 cây nữa. Cái gì? Cây này là cây đầu tiên nè. À. Cái này cũng nhỏ. Vậy nướng được ngon rồi. Đi lên. Không giờ mắc không mắc gì cũng bỏ đi, mệt quá rồi cả nhà ơi. Đuối. Hết rồi. Đây. Rồi, giờ mấy anh em mình sẽ ra đây xuống cái ao này tắm rửa đi. Rồi mấy, rồi mấy anh em mình sẽ nướng cá ăn nha cả nhà. À, xuống ao này tắm đi. Rồi giờ mấy anh em tắm nè. Tắm sẽ lên nướng cá ăn nha. Nước mát ghê trời. Thank you.
Hả? Nó đang đâu? À, nãy giờ câu được như thế một hồi nè. Nãy nữa nữa. Quá trời, cá thò rồi. Mấy con? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 con. Quá im nha cả nhà. Dọc đó bỏ dọc cho luôn. Tôm càng này đặt mò nữa. Dọc đây nè. Dọc cua nữa kìa. Ui, cái đó nó dọc con cua, cua nữa nè. Ôi, như đây ăn tới chuyện rồi. Buồn quá. Rồi. Xử lý con cua này luôn. Thấy không? Thấy hình dõi không? Quay 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 em nè, thấy em nè. Thấy. Mấy quay quay em kìa. Ừ. Thấy không? Lửa luôn không? Thấy. Bây giờ đi nướng nha. Nướng như đây á. Thấy lửa luôn nha. Thấy. Cúp cúp cái em xuống vô, rồi. Vô. Cúp em xuống. Thấy rõ rồi. Trời, cúp chị. Rồi được rồi, tắt đi. Quá ok luôn. Anh hùng trên khối lửa hả? À. Đó. Rồi đi xanh. Trời ơi. Anh thời lâu gì. Thời lâu nằm trên khối lửa. Cua anh Tùng, xử lý cua anh Tùng. Cua bón nó ở đây luôn nè. Giờ mà mấy anh em nướng cá xong rồi cả nhà. Mời cả nhà ăn cùng mấy anh em nha. Trải nghiệm cá thò lò biển. Ngon cực kỳ luôn nha cả nhà. Đó. Rồi anh làm con trước đi anh. Anh lớn tuổi rồi. Cái gì nhỏ mà, làm con trước đi. Đâu là làm con thử coi. Con nào bự bự á. Rồi, ok. Rồi bẻ nha. Mời cả nhà nha. Lâu rồi xuống dưới đây trải nghiệm với anh Tùng với Đạt Hiển Cần Giờ. Ăn đi con. Đi, đi sinh tồn ăn cá thò lòi nướng. À, ngon rồi. Ăn tôm nha. Mời mọi người ăn tôm. Quá đã. Cấm được. Cấm quá cả nhà ơi. Đừng dao bằng dao rồi. Đừng dao đi. Ngon tới nhức nách. Đào lỗ cắm cây. Chứ cái này nó đâu có đứng đâu, không đào lỗ. Này nè, không lọt quá nữa đâu. Đào lỗ cho nó càng này, để ra. Đúng rồi. Chặt không xong á. Ôi. Tôm chắc gạch nha. Biết luôn, biết tôm chắc gạch luôn. Ok. Lắm. Rồi. Ngồi xuống nè bạn, ngồi xuống, ngồi bẹp xuống coi. Thử ai? Mời cả nhà nha. Cá thò lòi nướng, chấm muối tiêu. Muối tiêu, nước xanh. Nước xanh chứ không có chanh, à, không có tiêu. Mẹ nè. Ăn đâu. Ngồi cái này chả nó miếng luôn. Đây con, ngon. Nè không có nha, bỏ ra, bỏ ra. Chào anh, ngon anh. Nhức nách không? Rồi được rồi, chấm cho thấy ai. Có được, nhưng mà có mấy lồng bìa cái nữa. Ngon lắm mấy ngày cả nhà. Ngon. Cả nhà có ai anh em nào trên coi được cái clip này thì giao lưu trải nghiệm cũng như anh Đệ ở đây nè. Đó. Ảnh đề bữa nay là anh trải nghiệm thực tế là nướng cá ăn ở ngoài đồng rồi cả nhà. Cực kỳ ngon à. Tôi ăn với mấy bố ơi. Bố. Uống. Rồi cái vừa leo, vuốt coi. Đúng bài luôn.
mời cả nhà thưởng thức cá thợ lò biển nha, chấm ớt ngon quá đồng anh. Ừ, ngon. Không có gì ngon bằng cái này. Vô kẹo ngon. Ngon. Kèm phía rau này nè mới ngon à. Ngon chưa? Trời ơi nhóc ơi nhóc. Con làm cái nước chấm đang thui luôn rồi nhóc. Thằng mày. Chơi đúng bài đúng trải nghiệm luôn hả? Ừ. Rồi to không hả? To không rồi thấy không con? Ừ. To không à? Nó dợp múc mà. Dợp múc chi? Cá giờ cuốn làm bánh gì bánh tráng luôn cả nhà. Quá ngon. Thật ngọt. Còn thêm nước dừa leo. Nhức nách luôn. Là chín cao ly mua mua thêm mà mấy lòng biển. Có người này mà ăn cơm, mấy người mà đang coi mình á, mà ăn cơm cái là gặp này sẽ nhức miếng. Húp được cái nước này sao mà không biết không? Đây, mời cả nhà con dập nha, dập cò nha. Quá ngon. Ao này cũng ngã mọi ra. Mè gì mà nó chua còn hơn là cua này cũng rửa ta nướng đất luôn nè. Cho Tùng xin kết thúc cái video đây nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo. Chào luôn. Chào cả nhà. Rồi Tùng chào cả nhà nha. Sao? Hẹn cả nhà cái video tiếp theo nha. Con nữa. Quá ngon.